Thời sự quốc tế 10 tháng 8 Nguồn tin từ Liban xác nhận viên chức Hamas thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng phi cơ không người lái Người dân Israel nhận được tin nhắn đe dọa sẽ vùi lấp họ Mỹ sẽ gửi hỏa tiễn Stinger đạn dược tới Ukraine trong gói mới trị giá 125 triệu đô Tình báo cho biết Iran chuẩn bị cung cấp cho Nga hỏa tiễn đạn đạo tầm bắn tối đa 120 km Bà Hazina chưa từ chức Thủ tướng Bangladesh trước khi chạy sang Ấn Độ. Việt Nam và Philippines lần đầu huấn luyện chung trên biển, Trung Quốc phản ứng thế nào? Kim Chi xin kính chào quý khán thính giả. Quý vị đang theo dõi mục thời sự quốc tế thứ 7 ngày 10 tháng 8 của Đại Kỳ Nguyên. Sau đây là phần nội dung bản tin. Nguồn tin từ Liban xác nhận viên chức Hamas thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng phi cơ không người lái. Một nguồn tin an ninh Liban cho biết, một cuộc tấn công của Israel và một chiếc xe ở thành phố Sidon, miền nam nước này hôm 9 tháng 8 giờ địa phương, đã khiến một quan chức an ninh Hamas từ trại tị nạn Palestine, en an gần đó thiệt mạng. Một cuộc không kích của Israel nhằm vào một viên chức an ninh của phong trào Hamas từ trại en an khi ông này đang ở trong xe của mình tại thành phố Sidon, nguồn tin cho biết yêu cầu giấu tên vì họ không được phép nói chuyện với giới truyền thông. Một phóng viên hãng AFP cho biết họ đã nhìn thấy nhân viên cứu hộ kéo một thi thể cháy đen ra khỏi xe trong khi binh lính phong tỏa khu vực. Người dân Israel cho biết họ nhận được tin nhắn văn bản thông báo rằng họ sẽ được trơn cất vào tuần tới. Cảnh sát cho biết họ đang truy tìm nguồn gốc của những tin nhắn này và chặn chúng. Trong web tin tức Ynet đưa tin, các tin nhắn bao gồm tên đầy đủ của người nhận, và thành phố cư trú khiến nhiều người nhận được tin nhắn lo lắng. Cảnh sát cho biết người Israel nhận được tin nhắn này nên bỏ qua và chặn số điện thoại đó. Cảnh sát cho biết trong một tuyên bố, đây là những tin nhắn giả mạo được tạo ra để gây hoang mang trong thời chiến. Mỹ sẽ gửi hoạt tiễn Stinger đạn dược tới Ukraine trong gói mới trị giá 125 triệu đô. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hôm 9 tháng 8 giờ địa phương tuyên bố cung cấp viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine trị giá lên tới 125 triệu đô, theo cơ quan báo chí của ngũ giác đài. Gói viện trợ mới của Mỹ được phân bổ theo chương trình của cơ quan cắt giảm vũ khí BDA của Tổng thống Hoa Kỳ, tức là trực tiếp lấy từ kho dự trữ và đã là đợt thứ 63 như vậy. Gói này bao gồm đạn cho hệ thống HIMARS, đạn pháo 155mm và 105mm, hỏa tiễn Stinger, hệ thống chống tăng Javelin và AT-4 cũng như hỏa tiễn chống tăng dẫn đường TOW Ngũ giác đài cũng đề cập đến các trạm radar đa năng, xe bánh lốp đa năng, SMM, WV, đạn dược vũ khí nhỏ, đạn nổ, thiết bị bảo vệ cơ sở hạt tầng quan trọng của quốc gia và các phụ tùng thay thế. Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh, Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với khoảng 50 quốc gia thành viên và đối tác của liên minh để cung cấp cho những người bảo vệ dũng cảm của Ukraine những phương tiện quan trọng cần thiết để chống lại sự xâm lược của Nga. Trong đó, ngày 29 tháng 7, Mỹ công bố hai gói viện trợ với tổng trị giá 1,4 tỷ đô. Gần đây những sai sót trong tính toán kế toán cũng được phát hiện ở ngũ giác đài, khiến họ có thể tìm thêm 2 tỷ đô để viện trợ cho ký ít. Tình báo châu Âu tin rằng Iran có thể sớm cung cấp cho Nga hàng trăm hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn mà quân đội Nga đã thành thạo trong việc sử dụng lại vũ khí này. Các nguồn tin tình báo châu Âu nói với hãng tin Reuters rằng các quan chức Nga đã đồng ý với Tehran vào tháng 12 năm 2023 để cung cấp hỏa tiễn đạn đạo Phát 360 và hệ thống hỏa tiễn đạn đạo có tên Ababo. Theo thông tin tình báo, quân nhân Nga đã đến Iran để học cách vận hành phát 360, hệ thống phóng hỏa tiễn đạn đạo có tầm bắn tối đa 120 km và đầu đạn nặng 150 kg. Một trong những nguồn tin nói với Reuters rằng bước tiếp theo duy nhất khả thi sau khóa huấn luyện sẽ là chuyển giao hỏa tiễn thực sự cho Nga. Nguồn tình báo châu Âu thứ ba xác nhận với Reuters rằng Nga đã cử quân nhân tới Tehran để huấn luyện cách sử dụng hệ thống hỏa tiễn đạn đạo của Iran nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Một quan chức cấp cao của Iran nói với Reuters với điều kiện giấu tên rằng Tehran đã bán hỏa tiễn và phi cơ không người lái cho Nga, nhưng không cung cấp hệ thống phát 360. Ông cực nhấn mạnh rằng không có lệnh cấm pháp lý nào đối với việc Tehran bán vũ khí như vậy cho Moscow. Mỹ từ chối xác nhận thông tin về khả năng cung cấp hỏa tiễn đạn đạo, nhưng phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc John Kirby nhấn mạnh các đồng minh NATO và nhóm G7 sẵn sàng phản ứng nhanh chóng và nghiêm khắc nếu Iran thực hiện chuyển giao như vậy. Hợp tác quốc phòng giữa Iran và Nga đã tăng cường kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Và vào cuối tháng 11, Iran tuyên bố hoàn tất thỏa thuận với Nga về việc cung cấp chiến đấu cơ Su-35, cũng như trực thăng tấn công Mi-28 và phi cơ huấn luyện chiến đấu Yak-130 do Nga sản xuất. Và vào tháng 12, họ đã ký một tuyên bố trong đó cam kết sẽ cùng nhau phản đối các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Bà Hasina chưa từ chức Thủ tướng Bangladesh trước khi chạy sang Ấn Độ. Nhà lãnh đạo lâu năm của Bangladesh, Sheikh Hasina, đã không từ chức Thủ tướng trước khi chạy trốn sang Ấn Độ vào tuần này khi những người biểu tình trong chính phủ diễu hành đến dinh thự chính thức của bà. Con trai và cố vấn của bà nói về hãng tin Reuters hôm 10 tháng 8 giờ địa phương. Bà Hasina đã trú tại New Delhi kể từ hôm 5 tháng 8 sau cuộc nổi loạn, khiến khoảng 300 người thiệt mạng, nhiều người trong số họ là sinh viên, chấm dứt 15 năm cầm quyền liên tục của bà tại đất nước 170 triệu dân này. Con trai của bà Hasina, Tazif Weiss, nói với hãng tin Reuters rằng mẹ tôi chưa bao giờ chính thức từ chức, bà không có đủ thời gian. Bà ấy đã định đưa ra tuyên bố và nộp đơn từ chức. Tuy nhiên, sau đó những người biểu tình bắt đầu diễu hành đến dinh thự của Thủ tướng và không còn thời gian nữa, mẹ tôi thậm chí còn chưa chuẩn bị gì, theo hiến pháp bà ấy vẫn là thủ tướng của Bangladesh. Con trên bà Hasina cho biết Tổng thống đã giải tán quốc hội sau khi tham khảo ý kiến của các chỉ huy quân đội và các chính trị gia đối lập, nhưng việc thành lập chính phủ lâm thời mà không có thủ tướng chính thức từ chức sẽ có thể bị thách thức tại tòa án. Ông Wei cũng cho biết đảng liên đoàn Awami của bà Hasina sẽ tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử tiếp theo được tổ chức trong vòng 3 tháng. Ông nói, tôi tin tưởng liên đoàn Awami sẽ lên nắm quyền, nếu không chúng tôi sẽ là phe đối lập, dù thế nào cũng được. Ông cho biết, ông được khích lệ bởi tuyên bố gần đây của Khalida Zia, lãnh đạo đảng đối lập chính, đảng quốc gia Bangladesh và là đối thủ của bà Hasina, rằng sẽ không có sự báo thù nào sau khi bà Hasina bỏ trốn. Ông nói, ông sẵn sàng hợp tác với đảng quốc gia để tổ chức các cuộc bầu cử dân chủ ở Bangladesh và khôi phục nền dân chủ, đồng thời hợp tác với họ để bảo đảm rằng trong tương lai, Bangladesh sẽ có nền dân chủ hòa bình nơi có các cuộc bầu cử tự do và công bằng. Khi được hỏi liệu ông có phải là ứng cử viên thủ tướng của liên đoàn Agame hay không, ông nói, dù sao thì mẹ tôi cũng sẽ nghỉ hưu sau nhiệm kỳ này, nếu đảng muốn thì tôi có thể, tôi chắc chắn sẽ cân nhắc điều đó. Ông cho biết mẹ ông đã sẵn sàng ra hộ tòa ở quê nhà theo yêu cầu của những sinh viên lãnh đạo cuộc nổi loạn. Ông nói, mối đe dọa bị bắt giữ chưa bao giờ làm mẹ tôi sợ hãi, mẹ tôi không làm gì sai, chỉ vì những người trong chính phủ của bà đã làm những điều bất hợp pháp không có nghĩa là mẹ tôi đã ra lệnh. Điều đó không có nghĩa là mẹ tôi phải chịu trách nhiệm về điều đó. Ông không nói rõ ai trong chính phủ chịu trách nhiệm cho phép nổ súng vào người dân trong các cuộc biểu tình. Ông cho biết, chính phủ là một cỗ máy khổng lồ, những kẻ chịu trách nhiệm phải bị đưa ra công lý. Mẹ tôi hoàn toàn không ra lệnh cho bất kỳ ai sử dụng bạo lực với những người biểu tình. Cảnh sát động cố gắng ngăn chặn bạo lực, nhưng một số cảnh sát đã sử dụng vũ lực quá mức. Chúng tôi đã đình chỉ những cảnh sát đã bắn vào sinh viên Chúng tôi đã làm mọi thứ có thể. Lực lượng cảnh sát biển Philippines và Việt Nam lần đầu tiên đã thực hiện huấn luyện chung trên biển hôm 9 tháng 8 tại vịnh Manila, Philippines. Trong khi đó, Trung Quốc cho phi cơ do thám bay gần bờ biển Việt Nam, hãng Reuters đưa tin. Biển Đông là nơi Việt Nam và Philippines có những tuyên bố chủ quyền trầm lấn trong khi Bắc Kinh có yêu sách đối với gần như toàn bộ vùng biển này, đồng thời liên tục gia tăng áp lực lên các nước trong khu vực. Theo Reuters, cuộc diễn tập này phù hợp với cam kết giữa hai nước trước đó. Trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Hà Nội của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. vào tháng 1 năm 2024, Manila và Hà Nội đã ký kết hai thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác giữa các lực lượng bảo vệ bờ biển của hai nước và ngăn ngừa các sự cố không mong muốn ở Biển Đông. Tổng thống Philippines cũng nhấn mạnh hợp tác hàng hải là trọng tâm của chuyến thăm. Vậy cuộc tập trận có nghĩa gì? Phó đề đốc Anando Emlin, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chiến thuật và Hợp tác Quốc tế, Cảnh sát biển Philippines cho rằng chuyến thăm của tàu CSB 8002 là một dấu mốc quan trọng trong việc tăng cường hợp tác giữa hai lực lượng bảo vệ bờ biển, hướng tới mục tiêu xây dựng một môi trường biển an toàn, ổn định và hợp tác ở khu vực theo Bộ Quốc phòng Việt Nam. Về phía nước ta, theo Thượng tá Hoàng Quốc Đạt, chuyến thăm này là dịp để lực lượng hai nước giao lưu, học hỏi về các mặt công tác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là trong lĩnh vực thực thi pháp luật trên biển. Mặc dù có sự cạnh tranh, Philippines và Việt Nam cũng là những nước tuyên bố chủ quyền ở biển Tây Philippines, cụm từ mà Manila gọi vùng biển nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của mình tại Biển Đông. Do đó, hai nước có thể hợp tác với nhau. Hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn của Cảnh sát biển Philippines, Trần Đức Đốc, Anando Balilo. Hy vọng điều này sẽ tạo ra một quân mẫu có thể được sử dụng ngay cả với Trung Quốc để giảm leo thang căng thẳng, ông Balilo nói thêm. Philippines và Việt Nam đã lần lượt đệ trình riêng lên Liên Hiệp Quốc về thêm lục địa mở rộng để công nhận quyền lợi ngoài vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của mình ở Biển Đông, lần lượt vào tháng 6 và tháng 7 năm 2024. Cuộc tập huấn chung giữa cảnh sát biển Philippines và Việt Nam cho thấy một bước phát triển quan trọng trong hợp tác giữa các nước tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Kể từ khi Hà Nội bày tỏ mong muốn đàm phán với Manila về các tuyên bố trồng chéo, động lực đằng sau quan hệ song phương tiếp tục phát triển, nhà phân tích địa chính trị Đơn McLean-Gill từ trường đại học ở Manila nhận định với BBC Tiếng Việt vào hôm 6 tháng 8. Cả hai nước đã chứng minh rằng, mặc dù có các tuyên bố mâu thuẫn nhau, họ vẫn có thể tạo ra một môi trường thuận lợi cho hợp tác an ninh hàng hải nhằm đóng góp vào hòa bình và ổn định của vùng biển khu vực trước một mối quan ngại chung về sự bành trướng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Gill nói tiếp. Trần đất đốc Aman Balilo cho biết trong một cuộc phỏng vấn với các phóng viên sau khi tàu CSB-8002 cập cảng rằng các cuộc tập huấn lịch sử giữa hai lực lượng cảnh sát biển không nhằm vào Trung Quốc, Theosjetimes. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định các cuộc tập huấn như vậy tạo ra hình mẫu tốt cho các đội bảo vệ bờ biển của các nước tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông khác có thể tìm kiếm cách thức hợp tác bất chấp các tuyên bố chủ quyền trồng chéo. Bài viết trên hãng tin Nikkei Asia vào tối ngày 5 tháng 8 cho rằng chuyến thăm của tàu CSB 8002 là đỉnh cao tính tới nay của thỏa thuận hợp tác hàng hải mà hai nước đã ký hồi đầu năm 2024. Đề đốc LG Rica Prente, Phó Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Philippines, phụ trách các vấn đề quốc tế, cũng nói với các phóng viên rằng các cuộc huấn luyện chung là điều cần thiết vì hai quốc gia cần phải hợp lực và giải quyết các sự cố trong tương lai. Nhà phân tích địa chính trị Don McLean-Gill nhận xét, mặc dù Hà Nội và Manila có những phương pháp khác nhau trong việc đối phó Bắc Kinh, nhưng mức độ tin cậy ngày càng tăng giữa hai nước đã giúp thúc đẩy mức độ hợp tác của mình. Cuộc tập trận này là một sự thể hiện chưa từng có về hợp tác và tin cậy giữa hai nước có tuyên bố chủ quyền trồng chéo ở Biển Đông. Bên cạnh đó, Bắc Kinh cũng khiêu khích Việt Nam bằng cách mở rộng tầm ảnh hưởng vào vịnh Bắc Bộ và thông qua dự án kênh đào của họ. Vì vậy, Việt Nam cũng nhận ra cần hợp tác với các nước láng giềng để giải quyết thách thức từ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trước đó vào đầu tháng 5 năm nay, các chuyên gia từ Trung tâm Nghiên cứu An ninh châu Á-Thái Bình Dương Daniel K. Inouye của Mỹ nói rằng hợp tác giữa Philippines và Việt Nam cần được đẩy mạnh hơn nữa. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh Việt Nam và Philippines là hai nước dễ bị tổn thương bởi chính sách chia để trị của chính quyền Trung Quốc. Ông Chester Cabaza, Chủ tịch Tổ chức Hợp tác Phát triển và An ninh Quốc tế từ Manila, chia sẻ với hãng tham rằng, Cuộc tập trận chung có thể xóa bỏ niềm tin rằng có sự mất đoàn kết giữa các nước láng giềng trong khu vực trong bối cảnh tồn tại các yêu sách lãnh thổ và hàng hại trông chéo ở Biển Đông. Ông Don McLean-Gill cho rằng sự kiện này có thể khuyến khích các nước khác có tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông hành động tương tự, chẳng hạn như Malaysia hoặc Indonesia. Ông kêu nói Hà Nội và Jakarta đã dứt điểm thành công tranh chấp biên giới biển vào năm 2022 sau nhiều năm đàm phán Do đó, nếu Philippines và Việt Nam có thể duy trì và tăng cường đàn này, đồng thời lưu ý đến các vấn đề quốc gia nhạy cảm, một thỏa thuận như vậy giữa các nước tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông có thể trở thành hiện thực trong dài hạn. Phía Trung Quốc phản ứng thế nào? Nhận định với hãng tin BBC tiếng Việt về ý nghĩa của cuộc huấn luyện chương này đối với Bắc Kinh, nhà phân tích Don McLean-Gill nói, Trung Quốc sẽ không nhìn nhận điều này một cách tích cực vì lợi ích của họ là có một Đông Nam Á bị chia rẽ khi họ tìm cách tối đa hóa quyền lực của mình trong khu vực. Sau khi thông tin về cuộc tập huấn chung được công bố, Bắc Kinh đã có một số phản ứng liên quan về vấn đề Biển Đông. Dự án Đại sự ký Biển Đông thông tin về hãng tin Reuters hôm 5 tháng 8 rằng một phi cơ quân sự không người lái của Trung Quốc với thiết bị theo dõi được bật đã bay gần bờ biển Việt Nam vào ngày 2 tháng 8. Phi cơ WZ-10 xuất phát từ đảo Hải Nam và quay trở lại đó sau khi bay cách bờ biển Việt Nam khoảng 100 km đến thành phố Nha Trang ở Việt Nam, theo bản đồ lộ trình đường bay được dự án Đại sứ ký Biển Đông chia sẻ với hãng Reuters. Phía Đại sứ ký Biển Đông cho biết, các nhà nghiên cứu khác, những người đã theo dõi Biển Đông trong những thời gian dài, đã xác nhận rằng đây là lần đầu tiên một chuyến bay như vậy được Bắc Kinh công khai. Chuyến bay diễn ra chỉ vài ngày sau khi có thông tin về cuộc tập trận chung trên biển lần đầu tiên giữa Việt Nam và Philippines, cũng như trong thời điểm Việt Nam trải qua các diễn biến chính trị báo South China Morning Post ở Hồng Kông hôm 26 tháng 7 có bài phân tích những tác động tiềm tàng từ việc Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời đối với tình hình Biển Đông. Trong đó, ông Trương Minh Lượng, phó giáo sư chuyên về Đông Nam Á và Biển Đông tại Đại học Kỵ Nam Quảng Châu, Trung Quốc, nhận định sự kiện Việt Nam nộp hồ sơ đệ trình danh giới thèm lục địa mở rộng ngoài 200 hải lý ở khu vực giữa Biển Đông lên Liên Hiệp Quốc có thể được thực hiện dưới sự giám sát của tân tổng bí thư Tô Lâm. Ông Trương nói, Thời điểm này thật thú vị, có lẽ nhằm mục đích thể hiện lập trường cứng rắn đối với Trung Quốc cho công chúng trong nước xem, đồng thời cố gắng gia tăng lợi thế thương lượng của ông Lâm đối với Bắc Kinh. Điều đó cho thấy ông Tô Lâm một mặt sẽ làm theo cách tiếp cận của ông Trọng trong việc đối phó với các cường quốc, nhưng mặt khác sẽ có những khác biệt, biến thể và các nước đi sáng tạo. Tối 5 tháng 8, trang China Daily cho biết hải cảnh Trung Quốc đã giám sát và đưa ra cảnh báo đối với các tàu Philippines ở bãi Sabin trên Biển Đông một khu vực cũng tồn tại những tuyên bố chủ quyền chằng chéo. Hải cảnh Trung Quốc sẽ, như mọi khi, tiến hành các hoạt động bảo vệ quyền và thực thi pháp luật tại vùng biển thực quyền tài phán của Trung Quốc, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và lợi ích hàng hải. China Daily dẫn lời của người phát ngôn hải cảnh Trung Quốc. Cũng trong tối 5 tháng 8, tờ Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc có bài viết cho rằng Đức đã không khôn ngoan khi can thiệp vào vấn đề Biển Đông và khuyên Đức nên kiềm chế hành động khiêu khích. Bài viết được đăng tải sau khi Philippines và Đức cam kết ký một thỏa thuận hợp tác quốc phòng trong năm 2024 vào hôm 3 tháng 8. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius và người đồng cấp Philippines Gilberto Teodoro cũng cam kết duy trì trật tự trong khu vực dựa trên luật pháp quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng trên Biển Đông ngày càng gai gắt, theo Reuters. Nhà nghiên cứu Don buckland nói với hãng BBC tiếng Việt, điều quan trọng đối với Manila và Hà Nội là tăng cường phối hợp, đồng thời tôn trọng các vấn đề quốc gia nhạy cảm của nhau để tối đa hóa lợi ích mà không gây ra xung đột trong tương lai. Một khi các nước này phát triển mối quan hệ và lòng tin mạnh mẽ hơn với nhau, sẽ khó khăn hơn cho Đảng Cộng sản Trung Quốc theo đuổi chiến lược chia để trị. Thưa quý vị, mục thời sự quốc tế của Đại Kỳ Nguyên đến đây tạm dừng. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những bản tin mới nhất của chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo